Tập 3. Thúy Nhi nói mà em cũng tin hay sao? Cô ta bây giờ là tay mắt của A Mã ta đấy. Cô ta còn ép anh lấy đồng lệ hoa nữa. Cô ta lừa em hay sao? Chẳng trách. Bình thường cô ta câu có với em, hôm nay lại nhiệt tình với em như vậy. Nhà đầu này à, thành ma rồi. Đừng có quan tâm đến cô ta nữa. Nếu không phải bình thường anh sủng ái cô ta, thì cô ta làm sao mà dám. Em ghen với cả tiểu nhà đầu này nữa hay sao? Và những gì cô ta nói đều là giả hay sao chứ? Anh vẫn chưa nói đến chuyện của A Mã và Gạch Nương. Bọn họ vẫn không cho anh lấy em hay sao? Vậy thì anh đến tìm em làm gì? Anh đi đi. Đi tìm đồng cách cách của anh đi. Anh nói này Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt à? Nguyệt Nhi. Hiểu Nguyệt. Em còn không hiểu anh hay sao? Trong lòng của anh chỉ có em thôi. Người anh muốn lấy là em. Như vậy thì sao chứ? Đến hoàng thượng cũng ban hôn rồi, anh dám kháng chỉ hay sao? Anh dám? Nói xạo không à? Hiểu Nguyệt à, anh thực sự dám chết vì em đấy. Em làm gì vậy? Em làm gì vậy chứ? Vậy anh có dám bỏ trốn hay không? Bỏ trốn hả? Mà trốn đi đâu? Đi đâu cũng được. Sang giả hương thôn, chân trời góc biển. Anh làm thơ, em bài mực. Anh thổi sáo, em hát kịch. Chúng ta dám không? Hay chúng ta cứ chạy ra bên ngoài như vậy, không sợ hay sao? Có anh ở bên thì đâu em cũng dám đi. Có nghĩa là hai chúng ta ở chân trời góc biển, giống như thần tiên quyến lữ, nhàn dân giả hạc hay sao? Hay đấy. Vậy đồng lệ qua, để cho cô ta thích lấy ai thì lấy đi. Dám không? Dám. Nói lời giữ lời. Bỏ trốn. Trốn. Đây là gì vậy? Hôm nay có chuyện gì? Không phải cắt bối lập diễn Phạm Văn Quang sao? Sao lại chuyển thành thời thiên trộm gà rồi? Đúng vậy. Xuống đi, xuống đi. Xuống đi, xuống đi. Bọn ta muốn xem Lâu Hiểu Nguyệt. Xuống bao giùm đi. Xuống đi, xuống đi. Xuống đi. Xuống đi chứ. Xuống đi, xuống đi. Nhanh lên, nhanh lên. Không muốn coi cái này. Không phải là Phạm Văn Quang hay sao chứ? Đúng vậy, là lúc nào rồi? Nó vẫn chưa đến hậu trường nữa. Sư phụ à, mau nghĩ cách đi. Mình dưới đang gây rối rồi. Đây không phải là đang làm loạn hay sao? Mau đi xem xem. Đi xem đi. Đi xem đang ở đâu rồi? Sao vẫn chưa về? Mau lên, mau lên. Không cần hát nữa, xuống đi. Nhanh lên, xuống đi. Xuống giùm đi. Không phải là Lâu Hiểu Nguyệt hay sao? Xuống mau đi. Bọn ta chỉ muốn xem Lâu Hiểu Nguyệt thôi. Đúng vậy, nhanh lên, nhanh lên. Xuống đi, xuống đi. Các vị có thể để tôi hát xong kịch này được hay không? Đừng phí công nữa, xuống đi, xuống đi. Đào, 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 bắt đầu. Xuống đi nhanh lên. Xuống đi. Đông xem tây vọng, hai ba nạn. Chỉ nghe được tiếng gà gáy sớm, liền bắt trộm nó rồi uống rượu. Xuống đi, xuống đi. Xuống đi, xuống đi. Chuyện gì vậy chứ? Vất vả rồi, các vị, vất vả rồi, vất vả rồi. Về được rồi, bảo bối à, con về rồi hay sao? Ông chủ, vất vả rồi. Vất vả rồi, vất vả rồi. Ngồi xuống đi, đằng trước sắp bị đập nát rồi. Trang điểm nhanh lên, xuống đi, được rồi. Đừng phí công nữa, mau xuống đi. Không thay thì có thể trả vé lại hay sao? Ai thèm đến xem ngươi chứ? Đúng thật là. Còn chưa lên hay sao chứ? Đúng vậy. Bắt đầu rồi. Gấp lắm rồi đó.
Hay, hay quá, hay, hay lắm. Đợi cả nửa ngày rồi, đúng vậy. Đúng là hay, hay quá đi mất. Ông chủ lâu thật là tốt. Hay, hay quá. Hay, hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Hay quá. Hay, hay lắm, hay lắm luôn đó. Hay, hay quá, hay quá đi. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Đầu bếp Giải à? Đầu bếp Giải có ở nhà hay không? Ở nhà thật đây. Đúng rồi, đúng rồi. Đầu bếp à, làm gì ngon ăn đi. Cửa nhỏ khách nhỏ, có thể làm cái gì ngon chứ? Món ăn hàng ngày là được, đừng khiêm tốn quá. Cho dù là cái gì, chỉ cần qua tay ông thì đều có thể biến thành đồ ngon hết. Đây là cái gì vậy? Bọc kính gì vậy? Đây là nước luộc vừa từ cung mang ra, vẫn chưa thu dọn xong. Đầu bếp à, chỉ sợ đồ mà ông mang ra khỏi cung không chỉ mỗi bát nước luộc này đâu. Đương nhiên rồi, còn có các đồ dùng của tôi nữa, còn có chảo, còn có dao phay nữa đó. Nhiều lắm, nó cùng với tôi mấy chục năm nay rồi, không lỡ dứt đi. Còn có cái gì nữa? Còn có quần áo, chăn màn, chảy đẫm mồ hôi kìa. Còn nữa hay không? Hết rồi, đừng có mà giả cốc với ta. Ông biết ta đang hỏi cái gì mà, đúng không? Thật sự là hết rồi mà. Cha ta đã nhờ ông đem một món đồ từ trong cung ra. Nó ở đâu rồi? Uông Công Công nhờ tôi mang đồ từ trong cung ra. Ở đâu rồi? Ở đâu rồi hả? Uông Công Công cầm đi rồi. Cầm đi rồi sao? Chuyện lúc nào vậy? Cái tối đó vừa xuất cung, Uông Công Công đã cầm đi luôn rồi. Không phải chứ? Ông lừa ta đấy sao? Ông nói thật cho ta biết đi. Món đồ đó đang ở đâu rồi? Uông Công Công đâu? Cậu bảo ông ấy đến tìm ta. Cha của ta bảo ta đến tìm ông, lấy lại món đồ ông đã đưa cho ông. Hoặc là nói cho ta biết món đồ đó đang ở đâu. Thế là xong. Cha người bảo người đến lấy. Ông cầm con dao phay này là cái gì chứ? Khoai chân búa tay ở chỗ tôi sao? Cha của cậu bảo đến tìm tôi. Vậy ông ta chưa nói với cậu món đồ mà ông ấy nhờ tôi cầm ra khỏi cung căn bản là chưa ra khỏi cung sao? Bị đội dân quốc lấy đi rồi. Không phải ông đang coi ta là đồ ngốc đấy chứ? Vừa nãy mới nói là cha ta lấy đi rồi, bây giờ lại nói bị đội dân quốc lấy đi rồi. Không phải ông đang lừa ta hay sao? Tin hay không tùy cậu vậy. Bị lấy đi rồi chính là bị lấy đi. Dù sao cậu không tin thì đi hỏi Lộc Trung Lân đi. Đi tìm đồ quốc dân. Đồ không ở chỗ tôi. Ta nói cho ông biết, không ở chỗ của ông đúng hay không? Vậy thì ta sẽ lên phòng kia của ông để tìm. Tìm ra được món đồ đó thì ta sẽ không khách sáo với ông đâu. Cậu định làm gì vậy? Không phải chứ, ông định làm cái gì vậy? Lúc nào cũng cầm con dao phay ở đây. Nói, đồ đang ở đâu vậy? Đầu bếp à, ông không thể độc chiếm món đồ đó được đâu. Phúc phận của ông nông cạn quá. Tự mình không có phúc, có đúng hay không?
Cậu tưởng rằng tôi không biết hay sao? Món đồ mà các người trộm ra có thể an tâm được hay sao chứ? Đến lăng mộ tổ tông của hoàng gia các người cũng dám nghĩ đến, gan to bằng trời rồi. Không phải ông, hoàng thượng không còn nữa rồi thì còn lăng mộ với chả lăng mộ làm gì chứ? Thế này nhé đầu bếp giải, ta thề nếu như ông đưa món đồ đó cho ta thì khi đào ra được bất cứ bảo bối gì, ta và ông mỗi người một nửa. Tôi không có phúc phần ấy. Hoặc mổ quật mộ, đoạn tử tuyệt tôn. Không phải ông, ông cầm ra đây. Đầu bếp giải à, ta cảnh cáo ông, ông có thằng con trai rồi, ông có biết hay không? Ông sẽ không bị đoạn tử tuyệt tôn đâu. Bây giờ thứ ông cần là tiền, ông hiểu không? Nếu đào ra được bảo bối gì thì nửa đời sau của chúng ta không phải lo nghĩ gì nữa. Đều ổn hết rồi, tôi coi như đã hiểu rồi. Uông Công Công là một thái giám, cậu làm con nuôi của ông ta, sợ là cậu cũng chưa chia bằng được đâu. Chửi người hay sao? Ta đi đến chỗ của ông thôi. Có nói hay không? Đồ đang ở đâu? Nếu không thì ta sẽ làm thật đấy. Đầu bếp à, đầu bếp, ta, đầu bếp à, không phải ông, sao ông lại chết rồi hả? Rốt cuộc món đồ đó đang ở đâu vậy? Thật đã quá đi. Đã quá. Hôm nay anh diễn tốt đấy. Bây giờ chúng ta ở trên sân khấu, độ bước dài đúng chưa? Dài thêm một chút nữa. Đúng vậy, bước ngắn lại một chút. Hôm nay chúng ta vừa lên sân khấu, ta liền nghe ở bên dưới nói cắp da vào vai rồi. Em xem, anh cùng với Hiểu Nguyệt một đôi hoàng mỹ thật cưng xứng. Đỡm dáng quá đi. Em nói xem, sao hai chúng ta lại ăn ý với nhau như vậy hả? Tại sao em biết được anh sẽ nhào lộn mà đến giúp anh một tay? Em ở trên sân khấu, chỉ có một âm thanh vang lên bên cạnh em thôi. Nói là lão gia này ở bên cạnh em, chắc chắn sẽ nhảy lên trên sân khấu. Thật không? Thần linh ơi, âm thanh này là nam hay nữ vậy? Ngốc quá à. Em quay lại bắn anh. Em bắn anh này. Em mới là lão gia đó. Qua đây. Cáp Lam, nói chuyện nghiêm túc nha. Thật sự anh có tài năng trời phú đó. Đúng vậy, anh sắp phải ăn bát cơm này rồi. Anh sắp trở lên nổi tiếng rồi đó. Đúng luôn. Đáng tiếc anh làm gì cũng giống như trò chơi vậy, ầm mỹ cá linh. Cái này người diễn kịch cũng là chơi thôi, sao có thể nghiêm túc được chứ? Gặp dịp thì chơi thôi, miễn cưỡng làm là xong. Vậy anh với em cũng là gặp dịp thì chơi thôi đúng không? Em nói đi đâu vậy? Dù anh có gặp dịp thì chơi với ai đi nữa thì anh cũng không thể làm như vậy với em. Anh để người khác nhìn thấy rồi kìa. Không sao đâu, thơm một cái thôi mà. Đáng ghét quá đi. Thơm một cái nữa nha. Thơm một cái nữa. Anh vào trong đi. Em không vào nữa. Làm gì vậy? Hay là em giận anh rồi? Sau này anh không thơm nữa được chưa? Chúng ta đến cửa nhà đầu bếp giải rồi. Vừa đúng lúc anh cũng tìm ông ấy có việc. Súp bò của đầu bếp giải chỉ cần xào với ít rau cùng với hũ rượu, thật là sung sướng quá đi. Muộn quá rồi, chắc là cha của em giận lắm. Anh cũng về sớm đi, đừng đi qua đi lại nữa. Không được, anh không nỡ xe em. Qua 3 ngày nữa là chúng ta bỏ trốn cùng nhau, không bao giờ phải xa nhau nữa mà. Mấy ngày này anh yên tĩnh một chút đi được không?
Được rồi, vậy thì anh đưa em về nha. Anh bị điên hả? Cả buổi em mới đưa anh đến đây, anh là muốn đưa em về, giằng co hoài à? Vừa em cho anh một câu, chúc anh đài thập bát tương tống. Bây giờ anh trả lại cho em một câu, tiền lý tống kinh nương. Anh điên rồi. Anh đừng có tiễn nữa. Anh nghe em đi bà. Vào đi. Em đi nha. Ba ngày nữa chúng ta gặp nhau được không? Em đi. Em đợi anh nha. Em sẽ đợi anh mà. Đợi anh đấy. Em đợi. Em à, anh vẫn không đỡ xa em. Em nói xem, ba ngày này dài quá. Nhưng mà bài hát là bài hát, càng hát càng hay. Trò chơi là trò chơi, càng chơi càng thật. Đừng xót xa nữa, anh đi đi. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Giải thuốc. Đầu bếp giải. Ở đâu ra chứ? Làm loạn thiên cung rồi. Làm loạn thiên cung hay sao? Giải thuốc à? Trời ơi, xem thuốc chạy đi đâu rồi. Giải thuốc. Cháu ăn miếng sốt bò của thuốc. Không đến nỗi thuốc phải trốn tránh cháu như vậy đâu. Bắt giặc thì phải bắt tướng trước. Nước luộc này cháu sẽ bớt cho thuốc một cân. Thúc trốn ở đây hả? Dọa cả cháu rồi. Giải thúc à? Giải thúc. Đừng có làm loạn nữa mà. Đừng dọa cháu. Thúc làm gì vậy thúc? Làm gì vậy chứ? Làm. Làm gì vậy? Cáp bối lạc. Bối lạc gia. Cáp bối lạc. Nhận nhầm người rồi. Thank you.
Thiếu gia, cậu về rồi hả? Thiếu gia, cậu đi đâu vậy? Tôi đi tìm cậu khắp nơi, tìm cả ngày rồi mà vẫn chưa thấy. Thiếu gia, thiếu gia à, tại sao cậu lại ôm cái nồi này vậy thiếu gia? Thiếu gia, người đâu? Thiếu gia, người đâu? Mau lên. Làm gì? Làm gì à? Làm gì? Thiếu gia, mở miệng ra thiếu gia, mở miệng ra đi thiếu gia. Làm gì cô bị làm sao vậy? Thiếu gia không ăn nữa. Làm gì cô bị sao vậy? Đừng có dọa mẹ mà. Tỉnh lại đi thiếu gia. Thúy Nhi, người đến đây một chút. Làm gì à? Nói thật đi. Nó đi đâu vậy? Nói. Tôi không biết mà. Cáp Lam đã thành ra như vậy rồi, ngươi vẫn không chịu nói thật hay sao? Tôi thật sự không biết mà. Có phải là ngươi tư thông thả nó ra ngoài hay không? Nó đã đi đâu vậy? Ngươi còn không mau nói đi. Dương gia, tôi nói cậu ấy đi tìm Lâu Hiểu Nguyệt. Ngươi đang nói cái ả hát kịch đó hay sao? Là ngươi cho nó ra ngoài? Không phải. Bối Lạc Gia nói là hôm nay đã hẹn Lâu Hiểu Nguyệt hát Phàn Giang Quan. Tôi đã cản cậu ấy, nhưng mà cậu ấy sống chết không chịu. Cậu ấy nói vở kịch này to hơn cả trời. Thật sự là tôi không còn cách nào khác nữa. Sao ngươi không nói sớm? Ngươi còn giúp nó giấu nữa. Tôi cũng không nghĩ là thiếu gia sẽ thành ra như vậy mà. Cho dù là nó đi tìm ả hát kịch đó, thì sao bây giờ nó lại thành ra như vậy rồi? Người nói thật cho ta biết đi. Làm gì? Rốt cuộc nó đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng gia, chuyện này cũng không thể trách Thúy Nhi được. Ngài nói xem, Bối Lạc Gia đòi ra ngoài thì ai ngăn cản được? Nhưng gia, Nhưng gia à, ngài mau đi xem Bối Lạc Gia sắp không xong rồi. Thiêu gia, Nhưng gia, ngài đi chậm thôi. Đầu bếp giải. Thiêu gia, đầu bếp giải. Cha sao vậy cha ơi? Ai? Là ai làm vậy? Cha, đây. Ai? Ai? Cậu, cậu làm gì vậy hả? Cha của tôi đã chết rồi. Đầu bếp giải hay sao? Ông ấy chết rồi. Sao có thể như vậy được? Nè, cậu định làm gì hả? Cậu bỏ tôi ra. Đây là ai giết vậy? Tôi không biết. Tối qua tôi đi đến nhà của Dương Đồ Tể uống rượu. Buổi sáng mở mắt ra tôi đã nhìn thấy cha mình như thế này. Tôi là đồ khốn kiếp, tôi không nên uống rượu mà. Tôi thật khốn kiếp. Vậy là nói tối qua thiếu gia nhà chúng tôi đến tìm đầu bếp giải, cho nên đã nhìn thấy máu me trên người đầu bếp giải. Bởi vì bị dọa cho nên phát bệnh rồi. Thiếu gia nhà cô, tôi nhớ ra rồi, là Bối Lạc Gia. Tối qua tôi đã nhìn thấy Bối Lạc Gia ôm nồi canh từ cửa nhà tôi chạy ra. Đúng là cậu ấy. Anh nói linh tinh. Thiếu gia nhà tôi sao có thể giết người được? Trừ thiếu gia nhà cô ra thì ai vẫn còn nghĩ đến nồi canh của nhà chúng tôi chứ?
Anh bị điên rồi hay sao? Thiếu gia nhà chúng tôi vì nồi canh của nhà anh mà giết người như vậy hả? Anh bị dọa đến phát ngốc rồi. Cha tôi nói, một khi xảy ra chuyện thì dặn tôi phải trông chừng Cáp Lam cho tốt. Chính là cậu ấy. Anh đi đâu vậy? Đi báo quan. Anh đợi đã, anh nói lên tin cái gì vậy? Cha của tôi bị một người tên là Cáp Lam giết rồi. Các anh phải bắt hắn. Anh nói lên tin gì vậy? Thiếu gia chúng tôi giết người bao giờ? Tại sao tôi lại nói lên tin được? Chính mắt tôi nhìn thấy. Anh nhìn thấy thiếu gia nhà chúng tôi giết người thế nào? Thiếu gia nhà chúng tôi giết cha anh thế nào chứ? Cãi nhau cái gì vậy? Cha của cậu là ai? Cha của anh ta là đầu bếp giải đó. Không hỏi cô. Thiếu gia nhà các người là ai? Cáp Lam của phủ Cáp Dương gia. Tôi cũng không hỏi cậu. Cậu là con trai của đầu bếp giải đúng hay không? Anh là Uông. Đây là đội trưởng Uông của đội điều tra chúng tôi. Đội trưởng Uông. Đội trưởng Uông à? Đội trưởng Uông, cha của tôi bị người khác hại chết, bị Cáp Lam giết chết rồi. Anh mau đi bắt người đi. Anh phải làm chủ cho chúng tôi. Anh nói linh tinh gì vậy? Anh đâu có tận mắt nhìn thấy thiếu gia nhà chúng tôi giết người. Tôi nói linh tinh gì chứ? Tối qua chính mắt tôi nhìn thấy anh ta ôm một cái nồi canh từ trong nhà chúng tôi ra. Vậy theo anh nói thì tôi có thể nói cha của anh đã dọa thiếu gia tôi một trận. Không đúng, thiếu gia chúng tôi bây giờ đang hôn mê bất tỉnh kìa. Chuyện này cậu ta không thoát khỏi liên quan đâu. Muốn cãi nhau thì đi ra ngoài cãi nhau đi. Đây là đội điều tra, không phải nhà các người. Vừa nãy cậu nói cái gì? Cha của cậu bị Cáp Lam giết đúng hay không? Đúng, chính là cậu ta đã giết. Đội trưởng Uông, thiếu gia nhà chúng tôi không thể giết người được. Gan cậu ấy rất nhỏ. Tối hôm qua lúc trở về, cậu ấy còn ôm một nồi canh, sau đó đứng ở trước cửa. Không đến một lúc thì bị ngất đi. Bây giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh mà. Trong tay Cáp Lam ôm một nồi canh, có đúng hay không? Đúng vậy, chính mắt tôi nhìn thấy ôm một nồi canh. Sau đó tôi còn gọi cậu ta, nhưng mà cậu ta không để ý, không có hỏi anh. Cáp Lam trừ ôm một cái nồi canh ra thì trong tay còn có cái gì khác không? Không có. Không có cầm cái gì hết. Chỉ là một cái nồi canh thôi. Một cái nồi canh đó ôm như thế này này. Vậy là nói Cáp Lam vì một cái nồi canh mà giết chết đầu bếp giải hay sao? Chuyện là như thế đó. Không phải như vậy đâu. Thiếu gia nhà chúng tôi sao có thể giết người vì một cái nồi canh được? Được rồi, được rồi. Trong lòng đã có tính toán. Được rồi, cô có thể về trước. Trong lòng anh đã tính toán cái gì vậy? Anh đừng nghe tên du mục này nói linh tinh mà. Thiếu gia chúng tôi không thể giết người được. Thủy nhi cô nương, cô cứ yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ chấp pháp công bằng. Có chứng cứ, nhân chứng, vật chứng đều sẽ thu thập đầy đủ. Nhất định sẽ bàn giao đầy đủ cho Cáp Dương phủ các cô. Vậy thì anh chính là Thanh Thiên Đại Lão Gia. Anh phải tìm lại công bằng cho thiếu gia của chúng tôi. Đi đi. Anh đừng có mà nói linh tinh. Đội trưởng Uông à, tại sao anh lại để cho cô ta đi về? Vậy cha của tôi gấp gáp cái gì chứ? Ta phải đi một chuyến đến nhà của cậu, khảo sát hiện trường một chút mới được. Đi. Đầu bếp giải à? Một người tốt như vậy. Đây, cậu nói xem. Đây là người tốt không được báo đáp tử tế. Nghe cho rõ đây. Tìm kỹ cho ta. Không được để sót bất cứ một manh mối nào. Nghe thấy chưa? Dân à, mau tìm đi. Báo cáo đội trưởng, đã kiểm tra hết rồi. Gian nhà chính giữa đã bị lật tung hết lên. Chứng tỏ hung thủ này đang tìm món đồ gì đó. Nhà các cậu có bị mất cái gì hay không? Không bị mất gì cả, trừ cái nồi canh đó thôi. Hình như không bị mất cái gì nữa. Nghĩ kỹ lại lần nữa đi. Ví dụ như cha của cậu có món bảo bối nào mang từ trong cung ra hay không? Bảo bối gì mang từ cung ra? Cha của tôi chỉ là một đầu bếp. Bảo bối nhà chúng tôi chỉ là con dao. Làm gì có bảo bối gì chứ? Tôi nghĩ ra rồi. Cái gì? Hình như có bảo bối gì đó. Hôm đó Uông Công Công của anh cũng ở đó mà. Hai người hình như có nhắc đến bảo bối gì đó. Còn
còn thiếu chút nữa là đánh nhau. Vậy bảo bối đâu? Không biết. Tôi hỏi cha của tôi, nhưng cha của tôi không cho tôi hỏi nhiều. Cha của cậu ấy, đây là biết bảo bối đó vô cùng quan trọng. Sợ sau khi tên tiểu tử cậu biết rồi thì sẽ bị liên quan. Cha tôi nói sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Cậu nói nếu nhỡ như có chuyện gì xảy ra thì bảo tôi phải trông chừng Cáp Lam. Vậy thì đúng rồi. Cha của cậu rõ ràng đã nói với tên tiểu tử cậu, Cáp Lam có mưu đồ giết người đã xuống tay với ông ấy. Thực sự là cậu ta. Tôi đi tìm cậu ta liều mạng. Yên tâm đi, có ta ở đây, cha của cậu sẽ không chết oan đâu. Lão gia, anh chính là Thanh Thiên Đại lão gia mà. Nhất định anh phải báo thù cho cha tôi. Lão gia. Lão gia cái gì? Trách nhiệm thôi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhé. Hay, hay lắm. Hay, hay quá. Hay, hay lắm. Hay, hay quá. Rất hay. Hay quá, tiếp đi. Hay, hay lắm. Hay quá. Hay lắm, hay lắm. Hôm nay thật sự rất hay. Đúng như vậy. Sư huynh, hôm nay chắc giải cho anh rồi, để dẫn dắt chúng tôi. Đồng Cách Cách, đẹp quá. Cô nói tôi sao? Ngô Cơ thật sự rất đẹp. Cô thích Ngô Cơ hả? Xem Ngô Cơ cô diễn, tôi thật sự muốn làm bá vương. Đâu sợ Ô Giang tự dẫn chứ. Đàm Nhi hôm qua ra ngoài một chuyến, không biết sẽ chịu kinh hãi gì nữa, mà trở về đã luôn hôn mê bất tỉnh rồi. Cách có thể dùng đều dùng hết, nhưng mà vẫn không tỉnh. Nếu không thì ta đợi ở đây. Mọi người về nghỉ ngơi trước đi. Cũng được. Lùi xuống đi.
xem đại dương trong màn trướng và ngủ ngon lành. Ta ở đây, bên ngoài màn buông bỏ sầu muộn. Bước nhẹ nhàng. Hiểu Nguyệt. Cáp Lam. Cáp Lam. Hiểu Nguyệt. Anh tỉnh lại rồi. Tôi lên lệ qua đây. Rốt cuộc anh bị sao vậy? Hiểu Nguyệt. Ta mơ thấy Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt đang ở đâu chứ? Hiểu Nguyệt đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì vậy? Máu, toàn là máu. Đầu bếp Giải chết rồi. Dương gia Phúc Tấn, không có quy tắc, la hét gì vậy? Dương gia Phúc Tấn Cát Tường, Bối Lạc gia tỉnh rồi. Nghe thấy điểm nhạc của Lâu Hiểu Nguyệt thì tỉnh rồi chứ gì? Tốt quá rồi, vậy nô tỳ đi xem. Quay lại đây. Ta bảo ngươi đi nhà họ Giải để nghe ngóng tin tức. Quay về không bẩm báo đã đi rồi hay sao? Suýt nữa thì nô tỳ quên mất. Dương gia, đầu bếp Giải chết rồi. Không phải là biết rồi sao chứ? Hôm qua làm gì để đi đến nhà họ Giải để mời đầu bếp Giải làm đầu bếp? Đã nhìn thấy ông ấy chết thảm rồi, bị dọa cho chết ngất mới trở về. Cũng không trách thiếu gia bị dọa thành như vậy. Đầu bếp Giải chết rất thảm, cổ của ông ấy bị cướp một nhát dao, sau đó toàn là máu. Rốt cuộc là ai làm chứ? Phu nhân nói xem, con người của đầu bếp Giải làm gì có thù với ai? Con trai của ông ấy vô cùng sợ hãi. Vừa nãy nô tỳ cùng hắn đi báo quan, tên du mục đó thật phiền phức, chỉ nói là Bối Lạc gia vì muốn cướp nồi canh của nhà hắn mà giết chết cha hắn. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Nói bậy không à? Đúng vậy, lão gia nói xem, đầu bếp Giải tốt như vậy, sao có thể sinh ra một đứa con trai không có não hả? Đừng quan tâm nữa, Cáp Lam trong sạch. Chuyện lần này mặc dù là do cái chết của đầu bếp Giải làm loạn lên, nhưng mà suy cho cùng vẫn là vì ả Lâu Hiểu Nguyệt đó. Đúng vậy, làm gì vừa nghe thấy đĩa hát của Lâu Hiểu Nguyệt liền tỉnh lại. Nói cho cùng thì trong lòng của nó vẫn luôn nghĩ đến ả kịch đó. Nếu như không trừ khử Lâu Hiểu Nguyệt thì sẽ không có ngày yên bình đâu. Sắp tổ chức hôn lễ rồi, không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Dương gia, ý của Dương gia là Thúy Nhi, chuyện lần này tất cả do ngươi mà ra. Ngươi có biết tội hay không? Thúy Nhi suýt nữa thì gây ra quả lớn rồi. Mong Dương gia Phúc Tấn trách tội Thúy Nhi. Ta cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội đây. Ngươi có đồng ý hay không?